xin chào quý vị khán thính giả thân mến hôm nay thì trang bận cho nên là phải mãi muộn mình mới có thời gian để thu tiếp tập 21 cho quý vị thì như trang vừa mới nói thì ngày hôm nay trang sẽ gửi tới mọi người tập 21 của bộ truyện xuyên thành cai ngục tại dị giới được phát sóng trên kênh truyện của mc trần vân và thể hiện dưới giọng đọc của trang đắc không làm lỡ thời gian của quý vị nữa ngay bây giờ mời quý vị cùng chú ý lắng nghe Cố thành phong, ngươi thực to gan, vậy mà còn chưa chạy. Bây giờ ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Không lẽ không sợ, sau khi ta hoàn thành chiếm đoạt, sẽ cướp thôn thiên ma thể của ngươi. Bộ yêu thăm dò nói, chạy. Cố thành phong khinh thường cười. Lão tử nói rồi, đời này ta hận nhất là bị người khác lừa. Mà ngươi lại lừa ta hết lần này đến lần khác. Hôm nay, nếu ta không làm chết ngươi ta không mang họ cố vậy người tại sao không nhân cơ hội bây giờ ta không cử động mạnh được mà ra tay chứ ta không giống loại yêu mà các người cố thành phòng ta coi trọng nhất là võ đức tuyệt không làm việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta ở đây đợi người chiếm đoạt xong sau khi ngươi xong việc ta sẽ thu thập ngươi cố thanh phong đầy chính trực nói bồ yêu thấy vậy thực sự không đoán được tâm tư của cố thanh phong không biết rốt cuộc lời hắn nói là thật hay giả bởi vì cố thành phong con người này nói chuyện quả thực khó tin người nghe những chuyện không thể tưởng tượng được cảm thấy nó là giả nhưng thực ra là thật ngược lại những lời nghe qua rất hợp tình hợp lý lại là giả cho nên tên tiểu tử này có phải thực sự coi trọng võ đức đang đợi bản thân hay là hắn đang có âm mưu quỷ kế khác khi bồ yêu đang chạy não với tốc độ cao cố thành Phong đã chiếm trệ trên ngai vàng của huyết ma lấy ra một chiếc đùi gà vẫn chưa ăn xong của thiên hương lâu từ nhẫn cản khôn ra để gặp tiếp hắn đứng mỏi rồi sau đó có chút đói dù sao cũng đã bận cả một đêm cứ đợi không như vậy quả thực rất chán bồ yêu thấy cố thanh phong ăn đùi gà không kiêng nể gì hết trong lòng càng bất an mà lúc này, Cố Thanh Phong lại lấy ra rượu tự dương mà lúc đầu ảnh yêu cho, uống một ngụm lớn. Có thịt mà không có rượu, làm sao mà được? Hôm nay khó lắm mới thu hoạch được túi quả lớn của huyết ma. Việc đáng chúc mừng như vậy, không uống một ly, thật đáng tiếc. Vừa uống rượu, Cố Thanh Phong còn vừa tán gẫu với bồ yêu. Đúng rồi, bồ yêu, thất mà các người rốt cuộc còn sống mấy người vậy. Bồ yêu không nói gì chỉ là nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn cố thành phong. Này này này, ta đang nói chuyện với người đó, ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng không có ý khác. Còn người ta chính là thích náo nhiệt, nếu như thất ma đều sống lại thì ngươi kêu bọn họ lại đi, càng náo nhiệt càng tốt. Thuận tiện cũng chúc mừng ngươi được lên làm lão đại của huyết ma giáo. Bồ yêu trầm mặc rất lâu. Thật mà chỉ có ba người còn sống cố thành phong nhất thời cảm thấy đáng tiếc thật là quá lãng phí mà vậy anh yêu thì sao hắn không phải vẫn chưa chết sao đi đâu rồi người kêu hắn qua đây thuận tiện bảo hắn mang theo thuốc độc rượu tử dương tốt như vậy không thêm thuốc độc thật đáng tiếc bồ yêu thời gian từng giây từng phút trôi qua bồ yêu rơi vào trầm mặc quỷ dị trong đại điện thỉnh thoảng có tiếng cố thành phong nhai chân gà và uống rượu Cuối cùng bộ yêu hoàn thành chiếm đoạt Cơ thể của huyết ma theo sức mạnh Bị rút cạn Cũng lập tức tiêu tán Không để lại một chút dấu vết Cứ như vậy Một đại huyết ma ngang ngược có dã tâm Hoành hành ngang dọc đã chết Chết dưới sự liên thủ của cố thành phong và bộ yêu Cố thành phong thấy bộ yêu cuối cùng cũng hoàn thành chiếm đoạt Hơn nữa khí thế trên người tăng vọt Ngọn lửa ma cũng tăng mạnh Lập tức vui vẻ vô cùng hắn lại uống thêm một ngụm rượu, có chút cảm khai nói. Cuối cùng ngươi cũng xong rồi, ta đợi đến hoa tản luôn rồi. Bồ yêu không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào, dường như đang băn khoăn cái gì, vẫn như cũ, chừng mắt nhìn chằm chằm cố thành phong. Lúc này cố thành phong lại nói, Người nói xem, chuyện của thế gian này thực sự rất kỳ diệu. Mấy ngày trước ngươi đến tìm ta, nói muốn cùng ta liên thục giết huyết ma lúc đó chúng ta tâm tư khác nhau ai cũng không cho việc này là thật nhưng ai mà ngờ mặc dù lúc sau xảy ra rất nhiều chắc trở nhưng đến cuối cùng huyết ma vẫn thực sự chết trong tay hai chúng ta người chiếm đoạt được cơ thể ta chiếm đoạt linh hồn hai ta mỗi người một nửa người nói xem chuyện này có thú vị không ta cảm thấy việc thú vị nhất chính là con người ngươi ta thực sự rất hiếu kỳ. Cố Thành Phong, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Bồ yêu kiên định nói, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà giết được linh hồn của huyết ma, nhưng mà ta bây giờ đã đạt thành đỉnh phong hóa lòng cảnh, căn bản không phải linh hồn không có xác thịt của huyết ma có thể so sánh được. Hơn nữa ta vốn là từ thiên địa dị trùng thành tinh, thực lực khác xa với cường giả cùng cảnh giới. Không khiêm tốn mà nói, thì hiện tại ta đã là người đầu tiên đứng dưới thần. Người hiểu cái này có nghĩa là gì không? Trong đôi mắt nhau lại của bồ yêu phát ra một tiếng nguy hiểm. Nó gằn từng chữ một, đây có nghĩa là Trừ khi ngươi là thần, nếu không thì ngươi không có phần thắng. Vậy thì cố thành phong, ngươi là thần sao? Bồ yêu tự tin cười nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cố thành phong hỏi cố thành phong cười đáp lại ta là cha ngươi bồ yêu lập tức nổi giận trên mặt nổi gân xanh người muốn chết giấy tiếp theo nó đột nhiên ra tay chỉ thấy người đó vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề di chuyển thay vì chọn cận chiến đánh tay đôi nó dùng hai tay tạo ấn quyết một khí thế hủy thiên diệt địa phát ra từ tay nó chờ một chút Cố Thành Phong vội vàng nói lớn tiếng, động tác Bồ Yêu dừng lại một chút, sao thế, muốn xin tha mạng? Muộn rồi. Tha cái đầu ngươi, để lão tử cất rượu Tử Dương vào trước đã, ngươi có biết rượu này mắc lắm không? Nếu không phải là ảnh yêu mời ta uống, ta còn lâu mới mua. Bồ Yêu Cố Thanh Phong vừa nói, vừa nhanh tay cất rượu Tử Dương vào nhẫn càn khôn, Bồ Yêu nhìn hành động của Cố Thành Phong, lúc này tức giận bùng nổ chết cho ta sau đó hắn hoàn thành ấn quyết trong tay âm âm bộ phát khí thế kinh người trước mặt một bông bồ công anh màu máu trong suốt như pha lê lập tức ngưng tụ thành hình chỉ thấy bồ yêu dùng hai tay đẩy mạnh về phía trước bông bồ công anh lập tức bay ra ngoài gặp gió nó phát tán ra gấp trăm lần trông giống như một đài sen bồ công anh màu máu giống như một đài sen đang nổ tung xung quanh tọa ra một luồng khí huyết cực kỳ tà ác đánh về hướng cố thành phong cố thành phong không né cũng không tránh hắn chỉ cảm thấy một gió luồng tạ đập vào mặt bộ công anh còn chưa bay tới vết máu trên nó đã bao trùm tứ phía những bức tường đá xung quanh và mặt đất đột nhiên bốc lên khói xanh phát ra âm thanh rào rạc của sự ăn mòn ầm uhm, thân bộ công anh đẫm mỏ máu một luồng năng lực không thể tưởng tượng được như thác lũ bao quanh cố thành phong cung điện dưới lòng đất phát ra một tiếng nổ lớn như thể một quả bom nguyên tử phát nổ vô số năng lượng hủy diệt tràn ra chiếu rọi trong cung điện dưới lòng đất đi tới đâu bất cứ vật gì mà có chút phản kháng đều giống như bốc hơi trong nháy mắt biến mất động tác này trực tiếp khiến toàn bộ cung điện dưới lòng đất không ngừng mở rộng ra mấy lần giống như bị khoét rỗng. Đinh, ký chủ chịu công kích của bộ yêu, lực phòng ngự, cộng 50.000, cộng 50.000, cộng 50.000, cộng. Đinh, lực phòng ngự của ký chủ đã đạt cực hạn, chúc mừng ký chủ đã nhận được hắc lòng bất diệt thân, trùng cấp. Hắc lòng bất diệt thân thăng cấp rồi. Cố thành phòng mừng rỡ, sau đó hắn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng dồi dào không thể tưởng tượng nổi từ trong cơ thể tuôn ra chảy đến tứ chi xương cốt, thậm chí toàn thân từng tế bào. Lúc này thân thể của hắn tự hồ xảy ra một vài biến đổi khó tin, giống như vượt qua ngưỡng cửa vô hình nào đó trong bóng tối, thể chất bắt đầu tăng vọt. Sau khi hoàn thành thay đổi thể chất, Cố Thanh Phong đột nhiên phát hiện ra rằng sức mạnh thể chất của mình đã đạt đến cấp độ hóa long giai đoạn đầu. Dưới hóa long hầu như không thể xuyên thủng hàng phòng ngự. Điều này cũng có nghĩa là chỉ dựa vào xác thịt bây giờ, hắn đã có thể đấu một trận với cường giả hóa lòng sơ kỳ. Ban đầu, khi Hắc Long bất diệt thân ở sơ cấp, sức mạnh thể chất của Cố Thành Phong đã có thể so sánh với Đại Tông Sư một nửa, hóa Long. Nhưng bây giờ hắn chịu một kích đỉnh cao hóa Long của bộ yêu, không ngờ lại trực tiếp hoàn thành vượt qua cấp bậc, thực lực so được với hóa lòng sơ kỳ mới có một đòn thôi đó không hổ là người đứng đầu đầu tiên dưới thần lần này bộ yêu không lửa ta nếu như thêm mấy lần nữa lão tử thành thần ở trong tầm tay rồi cố thanh phong không nhịn được mà cười phá lên trong lúc cố thanh phong đang mừng rỡ năng lượng vừa lan ra tứ phía cũng dần tiêu tán mà cung điện dưới lòng đất cũng bắt đầu sụp đổ vô số tảng đá đất cát trên cao rơi xuống long trời lở đất cố thành phòng ngay lập tức bị chôn vùi trong đó sau đó hắn ăn một ngụm đất cát phi phi hắn vội vàng nhổ đống cát trong miệng ra sau đó cơ thể đột nhiên phát lực một luồng năng lượng cực lớn không thể tưởng tượng được từ trong cơ thể tuôn ra vù cố thành Phong bay lên như tên lửa đỉnh đầu vô cùng cứng rắn đẩy ra vô số đất đá không ngừng bay lên trên ầm uhm. giống như tôn ngộ không thoát khỏi ngũ hành sơn cố thành phong cũng từ trong đất đá nhảy ra làm nổ tung một mảnh đất đá bay mù trời sau khi hắn quay lại mặt đất hưng phấn nói bố yêu nữa đi nào tuy nhiên lại không có ai để ý đến hắn bố yêu cố thành phong nghi hoặc lên tiếng quan sát xung quanh phát hiện nơi này ngoài một đống đổ nát ra thì chỉ có một mình hắn căn bản không thấy tung tích của bố yêu cố thành phong thất sắc kinh ngạc nhìn xuống dưới đất Chết tiệt, ngươi không bị trồn dưới đó rồi chứ. Con mẹ nó, ngươi lại đỉnh phong hóa lòng đó, mau lên đây nào. Sau một lúc, bên dưới cũng không ai trả lời lại. Cố thành phong vốn định đào đất lên, nhưng hắn chợt nhớ ra mình có để lại một thuật truy hồn trên người bồ yêu. Thế là hắn nhanh chóng cảm ứng vị trí của bồ yêu. Sau đó hắn há hốc mồm, bởi vì theo cảm ứng của thuật truy hồn thì bố yêu đã chạy xa hơn ngàn dặm rồi, hơn nữa còn lao rất nhanh. Không phải chứ, tình huống gì vậy nè, tại sao lại chạy mất rồi? Không lẽ là bố yêu cho rằng một kích này đã đánh chết mình rồi sao, nên mới chạy ra mà không thèm ngoảnh lại? Đây chính là nam tử chân chính, ta sẽ không quay đầu nhìn vụ nổ à? Còn mẹ nó, cái này học của ai vậy chứ? Cách đó hơn ngàn dặm, bố yêu vẫn đang lao nhanh vùn vút lúc này thần sắc hắn ngưng trọng, không có chút nào vui mừng khi trở thành đỉnh phong hóa long. Sau khi hắn chạy thêm một hồi lâu nữa, thấy cố thanh phong không có đuổi theo, mới từ từ thả chậm cước bộ. Sau đó hắn lại tìm sơn động bí mật ở cửa động bố trí trận pháp, cuối cùng mới có thể thả lòng cảnh giác. Bồ yêu trong sơn động trầm mặc một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: trên đời này thực sự có thần sao? Cũng may là ta chạy nhanh. Chỉ là không ngờ, thần vậy mà lại có tính cách xấu xa đến vậy, còn thích giả thành người thường. Bồ yêu nhớ lại một kích đó của mình, bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ hãi. Một kích đỉnh phong hóa lòng cảnh, vậy mà không thể làm tổn thương tới một cọng tóc của cố thành phong. Hắn không phải thần thì là gì chứ? Cho nên bồ yêu quả quyết chạy trốn, không chút mảnh may, may dừng lại. Nó là người thông minh, còn biết ngấm ngầm chịu đựng nếu không cũng sẽ không nhẫn nhịn suốt mấy trăm năm hiến kế cho huyết ma những hành vi không kiêng nể gì trước đó của cố thành phong đã khiến nó nghi ngờ từ khi tiếp xúc với cố thành phong tới bây giờ cố thành phong luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác loại cảm giác giống như hắn chưa bao giờ coi trọng bồ yêu hơn nữa ánh mắt cố thành phong nhìn nó luôn rất kỳ lạ đó là ánh mắt hưng phấn hiếu kỳ xen lẫn vui vui mừng giống như đang nhìn con mồi. Từ lúc bắt đầu quen biết, trong lòng đã hoài nghi về Cố Thành Phong, cùng với việc càng tiếp xúc, sự nghi ngờ càng tăng cao, cho đến khi linh hồn của huyết ma chết trong tay của hắn. Kể từ lúc đó, tiếng chuông cảnh báo trong lòng của bồ yêu cũng vang lên. Linh hồn của huyết ma dù sao cũng có một tia thần ý, loại năng lượng này có thể đụng tới thần. Ngoài bản thân thần ra, ai có thể dễ dàng tiêu diệt chứ Đặc biệt mà sau khi cố thành phong để mặc cho hắn chiếm đoạt huyết ma, cảm giác bất an kỳ lạ trong lòng bồ yêu càng mạnh. Suy đoán cố thành phong là thần càng thêm chắc chắn. Thực ra bồ yêu đã sớm muốn chạy, nhưng bởi vì nó thèm khát thôn thiên ma thì lại sợ cố thành phong là đang phô trương thành thế, cho nên cuối cùng vẫn ra tay thăm dò. Lúc thăm dò nó không chọn sáp lá cả cận chiến mà là công kích từ xa là vì sợ lát nữa sẽ không dễ dàng chạy trốn được. Vì vậy lúc nó phát hiện, cố thành phong không hề hấn gì, không nói nhiều lời, lập tức cào bay xa chạy. Cố thành phong đứng tại chỗ, càng nghĩ càng hận, miếng ăn tay mồm còn bay nữa à? Lẽ nào cái tên này ăn chắc một phát, giết được ta trong nháy mắt, đến nhìn còn không buồn nhìn thi thể một cái. Ê khoản đã, không đúng cố thanh phong đột nhiên nghĩ ra bố yêu này không phải không có tự tin quay đầu lại nhìn mà là đang chạy chối chết bởi trong mắt bố yêu thì nó vẫn luôn cho rằng ta là thôn thiên ma thể cái thứ dị thể thiên mệnh cường đại này đến cả huyết ma nhìn thấy cũng phải thèm thuồng bố yêu đương nhiên cũng không thể từ chối được rồi với cả thân là kẻ xếp sau thần của chúng nó không thể nào không cảm nhận được ta sống hay chết cả cho nên chân tướng chỉ có một, bộ yêu nhất định đã nhìn thấy ta bình yên vô sự, bị dọa cho chạy mất dép. Ai... <laughs> Nghĩ tới đây, cố thanh phong thở dài một hơi. Bộ yêu ơi là bộ yêu, ngươi phải mạnh mẽ lên chút chứ, thử thêm vài lần nữa coi. Một đòn còn đánh chưa xong, đã cào chạy xa bay là như thế nào? Rõ một con yêu ma, đáng tiếc đầu óc có vấn đề, sau này ra ngoài đừng có bốc phét mình chỉ xếp hạng dưới thần nữa, mất mặt. Ê. Cố thành phong càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, không nhịn được thở dài. Người nói xem vất vả lắm linh hồn mới đạt được mức kiến thần bất hoại vốn chỉ muốn để sức mạnh cơ thể cũng có thể đạt đến mức hóa lòng cảnh đỉnh phong. Sau đó bản thân mình dựa vào tu vi tụ khí thất trọng ở cái thời đại đào không ra thần cảnh này theo cả thế giới lên đánh ngẫm lại có kích thích không cơ chứ tiếc là bồ yêu cũng chạy mất rồi bồ yêu vừa chạy đi con đường thành thần trong nháy mắt xa vời sau đó đi đâu tìm được đại yêu mạnh nhất như vậy nữa chứ yêu mà giống như bồ yêu có thực lực có chỉ số thông minh có dã tâm tốt thế này trong thế gian này đúng là hiếm có khó tìm càng nghĩ cuối cùng cố thanh phong quyết định tuyệt đối không thể để bồ yêu chạy mất được. Hắn phải vắt kiệt bồ yêu đến từng giọt nước cuối cùng. Thậm chí hắn còn muốn giúp bồ yêu thành thần nữa. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong lần nữa cảm nhận vị trí của bồ yêu, phát hiện nó đứng lại không di chuyển. Vì thế hắn vội vàng chạy về phía bồ yêu. Tuy nhiên mới đi được hai bước, Cố Thanh Phong đột nhiên khựng lại. Không được, tốc độ thẳng kia nhanh hơn ta, hơn nữa trên người ta còn có truy hồn thuật Một khi chạy lại gần nó Nhất định nó sẽ chạy trốn tiếp Cứ xóa ấn ký truy hồn thuật trước đã Cố Thanh Phong lập tức phát động linh hồn lực Mạnh đến biến thái Cậu thêm một tia thần ý Bắt đầu quét qua toàn bộ cơ thể Lẫn linh hồn của mình Ấn ký truy hồn thuật Được khắc trên linh hồn Vô cùng bí mật Đến cả cường giả dạ hóa long cảnh Cũng không thể nào phát hiện ra được chỉ khi linh hồn xảy ra biến chất vượt qua mức kiến thần bất hoại mới có thể phát hiện ra chẳng mấy chốc cố thanh phong đã tìm được một ấn ký bé xíu giấu trong linh hồn sau đó chỉ hơi nghĩ lát linh hồn lực ngang tàng trước mắt đã xóa sạch ấn ký đó giờ bồ yêu không bao giờ biết vị trí của hắn ở đâu nữa mà bồ yêu thân là yêu ma hóa lòng cạnh nhưng hoàn toàn không có cách nào xóa được ấn ký mà cố thành phong để trong linh hồn nó chỉ có thể đơn phương lần theo dấu vết sau khi xóa ấn ký xong cố thành phong vẫn cảm thấy không an toàn một khi đến gần bồ yêu quá bằng sức mạnh của bồ yêu chắc chắn sẽ bị phát hiện rồi chạy trốn tiếp nên phải giấu hơi thở của bản thân đi đã chỉ thấy cố thành phong lấy hạ phẩm linh binh thiên giai huyễn linh quỷ diện đeo lên mặt ngay lập tức biến thành gương mặt đẹp trai kinh thiên động địa kia. Huyễn linh quỷ diện có thể tùy ý thay đổi khí tức của bản thân cho nên hắn dựa vào mặt nạ này để che giấu toàn bộ khí tức của chính mình. Nếu như không dùng mắt thường, tận mắt nhìn thấy cơ thể hắn, chỉ bằng cảm nhận thì không thể nào phát hiện ra được. Nhưng cố thanh phong vẫn cảm thấy chưa đủ, vì thế hắn lại dùng linh hồn lực, chứa thần ý, bao phủ lên toàn thân, cắt đứt khí tức hoàn toàn, sau khi làm xong mọi chuyện, Cố Thanh Phong giờ mới hơi yên lòng. Thế này trừ khi là thần gia thì căn bản không kể nào phát hiện ra được. Sau đó dưới chân Cố Thanh Phong bỗng phát lực. Đùng! Sức mạnh cơ thể khủng khiếp nổ tung mặt đất ra thành một hố sâu. Cố Thanh Phong mượn lực phản chấn, xuyên thủng không khí, lao thẳng về phía trước. Trên không trung, hai chân Cố Thanh Phong đạp mạnh vào không khí, chớp mắt một tiếng nổ tung vang lên cơ thể hắn nháy mắt cũng bay tung lên như một quả tên lửa phóng thẳng lên biến mất ở phía chân trời hắn bay lượn trên không trung ngọn gió dưới chân dường như đã hóa thành một con đường thật sự cung cấp cho hắn lực phản chấn để hắn bay đi xa hơn nữa nói hắn bay thà rằng nói rằng hắn đang chạy trong không trung thì giống hơn thể chất mạnh giúp hắn có sức đạp gió mà đi duỳnh 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 hàng loạt tiếng âm thanh phát nổ vang trên dưới chân tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh dường như đã đạt đến giới hạn nào đó rốt cuộc đợi đến khi tiếng nổ âm thanh cuối cùng vừa dứt cố thành phòng đột nhiên phát hiện thế giới tĩnh lặng vô cùng bởi vì hắn chỉ dựa vào cơ thể thôi đã phá vỡ rào cản âm thanh đã bỏ lại âm thanh ở sau lưng cho nên thế giới mới im lặng đến vậy lấy thân mình phá vỡ rào cản âm thanh Hóa ra cơ thể mình đã mạnh đến nhường này rồi sao? Cố Thành Phong âm thầm suýt xoa. Trong một sơn động không tên bí ẩn nào đó, bộ yêu đang tu luyện, dù sao nó cũng vừa nuốt chừng huyết ma xong, đã lấy được sức mạnh cường đại. Có điều những thứ này đều đến quá nhanh, tựa như việc rắn nuốt chừng một con voi, phải tiêu hóa mới ổn định được cảnh giới của mình. Trong lúc tù luyện, bộ yêu đột nhiên nhớ mày, bởi vì nó đột nhiên phát hiện ấn ký truy hồn thuật trong cơ thể cố thành phong đã biến mất chẳng qua nó cũng không nghĩ nhiều dù sao cũng là thần loại bỏ ấn ký cũng rất đơn giản không đáng để ngạc nhiên chẳng qua đột nhiên không biết được hướng đi của cố thành phong khiến trong lòng nó có chút thấp thỏm nhưng sau khi nó nhìn ra tầng tầng lớp lớp trận pháp bày ra ngoài sơn động mới thoáng yên tâm chút dùng một hơi chạy hàng ngàn dặm còn bày ra nhiều trận pháp như thế, đến cả thần cũng không tìm được nữa là. Và lại lúc mình chạy trốn, thì cố thành phòng cũng chưa đuổi theo ngay, mà đứng tại đó ngẩn người hồi lâu. Xem ra hắn cũng không định bắt no lại. Sau một hồi tự an ủi bản thân, bộ yêu nhét tim vào trong lồng ngực, tiếp tục củng cố cảnh giới. Thời gian từ từ trôi đi, ngày lúc bộ yêu chìm đắm vào trong việc tu luyện, cố thành phòng lặng lẽ đi đến cố thanh phong rất thông minh lúc hắn còn cách bồ yêu trong vòng ngàn dặm thì không dùng tốc độ cơ thể phá âm thanh nữa bởi vì động tĩnh quá lớn cho nên hắn đổi sang chạy trên mặt đất lẳng lặng đến gần chỉ dựa vào huyễn linh quỷ diện và linh hồn kiến thần bất hoại khí tức trên người hắn không lộ ra một tí nào hết ngay lúc bồ yêu không hay biết hắn đã đến trước cửa sơn động cố thanh phong đứng ở cửa sơn động tuy nhiên không tùy tiện đi vào bởi vì hắn thông qua phá vọng chi đồng nhìn ra 10 tầng trận pháp ở ngoài cửa động. Có báo động, có phòng ngự, còn có loại để che đậy khí tức, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau giống như một chiếc bánh ngàn lớp vậy. Cố Thành Phong căn bản không hiểu về trận pháp, nếu cứ xông vào như vậy, e rằng còn chưa tiếp cận đến bổ yêu thì đã bị phát hiện rồi. Nhưng cũng may, hắn có phá vọng chi đồng là cặp mắt có thể nhìn thấy được pháp tắc. Dùng để phá trận là vô cùng dễ dàng. Dưới cặp mắt phá vọng, những điểm mấu chốt, điểm yếu nhất trong trận pháp đều hiện lên rõ mồn một. Cố Thành Phong lại dùng linh hồn lực như thủy triều ập đến chỗ tiếp điểm, điểm yếu của trận pháp. Hơn 10 tầng trận pháp chỉ dùng khoảng thời gian trong chốc lát, tất cả lặng lẽ bị phá ra hết. Cố Thành Phong mỉm cười, lặng lẽ chui vào trong sơn động. Trong sơn động, bộ yêu đang tu luyện, đột nhiên tim đập nhanh bất thình lình một cách vô cứ, chưa bao giờ có. Dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Bỗng nó mở hai con mắt nhắm nghiền, sau đó đờ ra. Chỉ vì nó nhìn thấy một gương mặt đẹp trai vô cùng, đang cười híp mắt nhìn mình. Bộ yêu có vẻ vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi, cho dù như nào thì nó cũng nghĩ không thông nổi, dựa vào sức mạnh của mình bây giờ, sao lại có người trong lúc thần không biết quỷ không hay mò đến trước mặt nó có biết nó đã đến hóa lòng cảnh rồi không chả lẽ người trước mặt này giống cố thành phong cũng là thần soạt bộ yêu đứng phát dậy toàn thân vào trạng thái phòng thủ nhìn cái người đẹp không giống nhân loại chằm chằm nói người là ai cố thành phong khẽ mỉm cười nói một câu suýt nữa khiến bộ yêu sợ đến hồn phi phách lạc bồ yêu bé cưng ơi đến cả ta người cũng không nhận ra ngôn từ thân thuộc và uyển chuyển kia làm trái tim bổ yêu tức thì ngừng đập cố thanh phong rất hài lòng trước hiệu quả mình tạo thành một câu nói khiến kẻ chỉ xếp dưới thần sợ đến mức này e rằng không ai có thể làm được ngay lúc hắn đang định nói tiếp bổ yêu đột nhiên xoay người đâm thẳng về phía tường sơn động sau đó cố đục vài trăm thước trong một sơn động dài mấy chục mét xuyên thẳng qua thế núi Bỏ chạy, không quay đầu lại. Cố thành phong... Cố thành phong trợn mắt há mồm, nhìn lỗ thủng xuyên qua ngọn núi. Thiết đầu công chính là đây. Ê đừng, ít nhất cũng phải để người ta nói xong, rồi hẵng chạy chứ. Đoàn, dưới chân cố thành phong phát lực, đập nứt cả sơn động. Tiếng nổ của âm thanh đột nhiên vang lên, không khí tức thì bị xé toạc. Cơ thể hắn trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo hướng bổ yêu sau khi cố thành phong cách ngọn núi mười dặm chỉ thấy từ bên trong ngọn núi cao chót vót kia xuất hiện vô số vết nứt chẳng chịt nhất thời đất lở đã lăn ầm ầm chỉ trong chốc lát một tiếng ầm ầm vọng ra phang dội ngọn núi cao thế vậy mà sụp đổ mà nguyên nhân núi sụp chỉ bởi vì một phát dậm chân mượn lực của cố thành phong dĩ nhiên chắc chắn cũng liên quan đến việc bộ yêu đục núi đào tàu kia rồi cố thành phong đuổi theo không bỏ nhưng sức mạnh cơ thể tương đương với cảnh giới hóa lòng sơ kỳ như hắn bất luận như nào cũng không thể đuổi kịp bồ yêu và lại bây giờ đã vào ban ngày từ lâu căn bản không thể nào thi triệt gì hình hoán ảnh được chỉ đành trơ mắt nhìn bồ yêu biến mất tích ở phía chân trời thế nhưng cố thành phong không phải loại người dễ từ bỏ bởi hắn nếu đã quyết định phải giúp bồ yêu thành thần thì nhất định phải làm cho bằng được hắn tập trung hết vào truy hồn thuật Đuổi theo không dứt Mặc cho bộ yêu có thay đổi vị trí như nào đi nữa Cũng vô dụng Kỳ lạ là cũng không phải khen đường đào tàu của bộ yêu Cũng rất thú vị Ngoài việc ban đầu chạy đường thẳng ra Thì sau đó bắt đầu chạy nhanh như chớp Thay đổi phương hướng liên tục Nhiều lúc thậm chí chỉ trong một giây Đã thay đổi hàng trăm phương hướng khác nhau Mà cố thành phong vẫn chạy theo một đường thẳng Dù sao so hai điểm này Đường thẳng vẫn là con đường ngắn nhất khác với đường tắt tuy tốc độ của cố thành phong không bằng bồ yêu thế nhưng vẫn có thể đuổi theo từ từ dần dần cố thành phong cũng hiểu bồ yêu đang làm gì rồi mình có thể khóa được vị trí của bồ yêu cho nên chạy theo một đường thẳng vẫn đuổi theo được thế nhưng bồ yêu không tài nào cảm nhận được bất cứ vết tích nào của mình khoảng cách giữa hai người quá xa cho nên nó không phán đoán ra liệu nó sắp bị đuổi kịp hay không nên nó mới áp dụng cách chạy thay đổi hướng đi liên tục, cố gắng cắt đuôi mình. Không biết rằng cách này có lợi với cố thành phong. Sau một canh giờ, hai người không biết đã chạy mấy vạn dặm, thậm chí không biết đã chạy đến địa giới nào rồi. Nói chung nhất định đã ra khỏi quận Ngô Đồng ở phủ Đông Lân, đến một phủ châu khác. Chạy nữa, chạy mãi, cố thanh phong đột nhiên phát hiện, bộ yêu không bay nữa, ngược lại còn đâm đầu vào trong một mảnh rừng nhỏ, bắt đầu chạy trên mặt đất hiển nhiên là định dùng núi rừng che giấu vị trí của mình dù sao ở trên trời cũng không có thứ gì để che chắn vô cùng lộ liễu nhìn thấy cảnh này cố thanh phong cười khì khì hắn đang lo đuổi không kịp đây này chui vào rừng chả khác nào chui vào lòng hắn ngồi bởi vì trong rừng có bóng cây có thể thi triệt di hình hoán ảnh vì thế cố thanh phong cũng theo sát tiến vào trong rừng sau đó sử dụng di hình hoán ảnh chỉ một lát sau hắn thình lình xuất hiện trước mặt bồ yêu chặn lối thoát của nó lại <laughs> tìm thích ngươi rồi nhé cố thành phong chắn trước mặt bồ yêu sung sướng cười gằn bồ yêu nhìn thấy cố thành phong chặn ở trước mặt sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn không nói hai lời đã xoay người bỏ chạy ấy bồ yêu ngươi chạy không cố thành phong còn chưa dứt lời bồ yêu không nói không rằng xoay đầu lần nữa cố thành phong rủ một câu nói không để người ta nói xong, huấn gì đuổi theo luôn ý định tóm lấy bồ yêu lần này hắn không nói chuyện nữa gặp mặt chính là động thủ đáng tiếc mặc dù tốc độ di chuyển nhanh tốc độ xuất thủ lại không đủ mỗi khi sắp tóm được góc áo của bồ yêu người ta đã thay đổi hướng chạy rồi vì thế hai người ở trong núi rừng chơi trò diều hâu đuổi gà cố thành phong rút cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Giọng nói đứt quãng của bồ yêu truyền thẳng vào tai cố thành phong. Vì sao lại đứt quãng? Bởi vì bồ yêu đang thay đổi hướng chạy liên tục trước sau. Cơ bản thì nói dứt được một chữ. Một giây sau hắn đã chạy được mấy chục dặm rồi. Thanh âm đương nhiên cũng xuất hiện ở chỗ cách đây mấy chục dặm. Ta không định làm gì hết. Chỉ muốn giúp ngươi thành thần thôi mà. Cố Thành Phong vừa khấn di vừa đáp. Bộ yêu nghẹn giọng bởi nó cảm thấy Cố Thành Phong đang trêu đùa mình. Dựa vào tính cách ác liệt của thằng đấy, làm như vậy vô cùng phù hợp với nhân cách làm người của hắn ta. Và lại rõ đã là thần, nhưng cố ý không bắt mình ngay, chứng tỏ đang hưởng thụ niềm vui, trêu đùa con mồi rồi. Đối với chuyện này, bộ yêu rất tâm đắc, bởi vì trước đây nó đã không ít lần làm như vậy. Đợi đến khi sắp bắt được ngươi, lại không bắt ngay để người chạy tiếp rồi đuổi theo, cho người triệt để rơi vào tuyệt vọng. Bộ yêu vừa chạy vừa nghĩ cách, không được, không thể tiếp tục như này được, một khi hắn ta mất kiên nhẫn, chính là lúc ta chết. Hắn ta thân là thần, đương nhiên có mánh khóe nào đó, không muốn để ai biết, truy lùng dấu vết của ta, cho nên phải dốc hết sức chạy về phía có đông người tụ tập, bởi vì chỗ có đông người thì khí tức hỗn loạn, có thể che giấu tài mắt nghĩ tây đây bộ yêu dốc toàn lực bay ra khỏi rừng, khí thế hóa lòng cảnh đỉnh phong trong nháy mắt bùng nổ. Lần này nó không chọn hướng chạy vào vùng hoang vu nữa, mà hướng về phía thành trấn phụ châu nhân tộc ở. Tuy bản thân là yêu ma, đi vào địa bàn nhân tộc sẽ mang lại vô số phiền toái. Có điều phiền toái như nào đi nữa, có sánh bằng phiền toái mà một vị thần mang đến không? Cố Thành Phong thấy bộ yêu chạy ra khỏi rừng, cũng không nghĩ nhiều đuổi theo sát nút. Trần Vũ Tông, một trong 10 môn phái xếp hạng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Đây là một đại môn phái hùng mạnh, có được truyền thừa suốt 500 năm, tọa lạc tại Phủ Vũ Lăng là một tông môn mạnh nhất cả Phủ Châu. Đệ tử trong môn cũng phải đến cả hàng trăm ngàn, xếp hạng tông sư có hơn 10 vị. Tông chủ lại là một đại tông sư, phía trên tông chủ còn có một vị thái thượng trưởng lão là một cường giả hóa lòng cảnh nhị trọng thiên đã sống mấy trăm năm, thực lực như vậy đủ để xưng làm đệ nhất phủ Vũ Lăng, cho dù ở toàn bộ vương triều Đại Viêm cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Một ngày này, chân Vũ Tông vẫn như thường lệ, cả tông môn từ trên xuống dưới đều trong cảnh yên bình. Đột nhiên, cách đó mấy ngàn dặm, có một luồng khí tức khủng khiếp kinh người, luồng khí tức đó mạnh tựa cuồng phong bạo vũ dường như có thể bao phủ lấy toàn bộ Trần Vũ Tông. Tuy nhiên bởi khoảng cách quá xa, đến cả đệ tử có thực lực kém nhất cũng không phát hiện ra. Cũng vào chính lúc này, rất nhiều đệ tử của Trần Vũ Tông lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão hóa lòng cảnh đã bế qua nhiều năm. Thái Thượng Trưởng Lão trong ánh mắt của tất cả chúng đệ tử bay lên không, dưới ánh mắt kính ngưỡng của vô số người giống như một vị thần đứng ở giữa bầu trời vậy mọi người đều đang đoán xem thái thượng trưởng lão lần này xuất quan để làm cái gì tông chủ của chân vũ tông và vô số tiền thiên tông sư cũng nghe tiếng chạy đến rồi tông chủ bay đến bên cạnh thái thượng trưởng lão đứng ở vị trí thấp hơn lão ta cùng kính hỏi thái thượng trưởng lão ngài đang có chuyện gì ạ à? sắc mặt thái thượng trưởng lão nghiêm nghị nặng nề ánh mắt nhìn chăm chú về phương xa có một vị cường giả hóa lòng cảnh đỉnh phong đang cấp tốc chạy về phía trần vũ tông sắc mặt tông chủ trong nháy mắt cũng thay đổi hóa lòng cảnh đỉnh phong chẳng lẽ là quốc sư của vương triều thái thượng trưởng lão lắc đầu kể đến không phải người mà là yêu mặt tông chủ kinh hãi đến tái lợt vừa định nói cái gì đó đã thấy thái thượng trưởng lão bay về phía sơn môn mà sau đó chốc lát phong vân đột biến khí áp hạ thấp. Tất cả đệ tử Trần Vũ Tông đều cảm thấy tim đập nhanh thình thịch, dường như có một kẻ nào đó vô cùng khủng bố sắp xuất hiện. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, chỉ thấy những đám mây trên bầu trời dường như bị một trận cuồng phong xoắn nát, biến mất sạch. Một bóng người mặc áo choàng đen từ trên trời chạy như bay đến, chính là bồ yêu đang chạy như điên vì mạng sống của mình. Thái tượng trưởng lão thầm nghĩ đúng là lại giả bất thiện, thế nhưng đằng sau chính là tông môn, phải cắn răng tiến lên trước. Vì yêu tộc đạo hữu này không biết tại sao lại đến Trần Vũ, Cút ngay. Bồ Yêu quát to một tiếng, trên bầu trời như vang lên một luồng sấm sét, một làn sóng năng lượng dung chuyển mạnh mẽ ngay lập tức ập đến, chỉ kịp thấy một bàn tay máu che phủ cả bầu trời từ đằng sau lưng Bồ Yêu đồng tụ lại sau đó đập mạnh về phía thái thượng trường lão sau đó các đệ tử trần vũ tông được nhìn thấy một cảnh cả đời khó quên thái thượng trường lão bọn họ sùng kính không gì sánh bằng giống như một con ruồi bị kẻ mặc áo choàng đen kia đập bay sau đó như một vì sao băng rơi xuống lòng đất tạo thành một hố lớn hình người mà hung thủ chính là kẻ mặc áo choàng đen kia không có ý dừng lại chút nào hay nói cách khác không thể nhìn thái thượng trường lão một cái tiện đà biến mất ở tít tắp chân trời. Trong phút chốc, toàn bộ chân vũ tông lặng ngắt như tờ. Sau đó, đoàn. Thái thượng trưởng lão từ dưới đất bay lên. Lúc này mặt lão ta trắng bệnh, khóe miệng dính máu, quần áo sộc sạch. Thái thượng, ngại không sao chứ. Tông chủ kéo theo một đám tiên thiên tông sư chạy vội đến. Thái thượng trưởng lão lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không ngờ trên đời này vậy mà còn có một con yêu ma mạnh đến vậy. Sức mạnh này đúng là ngang hàng với quốc sư đương triệu. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt thứ cậu vật này kinh khủng vô cùng, giống như đang chạy chối chết vậy. Chẳng lẽ đang có ai săn lùng nó? Như sao thế được? Yêu mà đã đến hóa lòng cảnh đỉnh phong. Hiện giờ trần đời này, còn ai có thể khiến thứ này chạy loạn như thế? Đến cả quốc sư tới, khéo cũng không làm được chẳng lẽ là thần? Thái thượng trưởng lão bị suy nghĩ của mình dọa cho càng thêm sợ hãi. Lão vội vàng quay về phía đám người tông chủ nói, các người mau mở hộ sơn đại trận ra ngay, không được ra ngoài. Sự tình trọng đại, lão phù phải cấp tốc chạy đến đế đô gặp mặt quốc sử đã. Thái thượng trưởng lão vừa nói, vừa cấp tốc bay thẳng lên không trung. Đúng lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng đoàn, đình tài nhức óc. Duỳnh! Thái thượng trưởng lão theo bản năng quay đầu lại nhìn, sau đó chỉ kịp thấy một bóng người cấp tốc bay thẳng về phía mình, vừa lúc lão lại cản đường đối phương. Đồng tử của lão tức thì co lại thành hình cái kim, sao lại thế được, sao lại không cảm nhận được bất cứ vết tích nào hết vậy. Nếu không nghe thấy âm, đừng cản đường, cả đoang. Đoàn... Thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy bản thân như bị con mãnh thú thái cổ nào, đấm hút thẳng vào, cơ thể giống vì sao băng lần nữa đập mạnh xuống đất lão vừa dưới đất đi lên giờ lại quay trở về lòng đất thái thượng trưởng lão dính hai lần bị thương dù có là cường giả hóa lòng cảnh cũng không tránh nổi bắt đầu trợn trắng mắt mất ý thức hôn mê bất tỉnh ngay lúc lão vừa hôn mê trong đầu vẫn còn xuất hiện khuôn mặt thoáng qua của cái người vừa nãy và vào lão hiền hạ này sao còn có nam tử đẹp đến vậy chứ Cố Thành Phong đang chạy, cảm giác vừa rồi hình như đụng phải người, hình như còn là một lão già. Có điều cảm giác thông qua khí tức, người kia chắc là cao thủ hóa long cảnh. Vậy thì không sao, cao thủ hóa lòng cảnh, da dày thịt béo, chắc là sẽ không bị thương. Cố Thành Phong tiếp tục đuổi theo, bộ yêu cách phủ châu nhân tộc càng gần, động tĩnh của hai người bọn họ cũng càng lớn. Dù sao cũng là một vị cường giả hóa long cảnh đỉnh phong, đang toàn lực chạy trốn, đi đến đâu khí thế kinh người đến đấy kinh động vô số cường giả một ngày này vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy một vị đại yêu hóa lòng đỉnh phong đoạt mạng chạy như điên phía sau xa xa còn có một vị nam tử tuấn mỹ vô song tốc độ của hai người bọn họ cực nhanh cũng chỉ có cường giả cấp tông sư mới có thể miễn cưỡng thấy rõ đôi chút một đám cường giả nhao nhao suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rốt cục là người nào có thể đáng sợ tới mức hóa lòng cảnh đỉnh phong cũng chạy chối chết như vậy. Đó chính là hóa lòng cảnh Định phong đó. Nếu như thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hóa lòng đỉnh phong có thể nói là mạnh nhất. huống chi là một vị cường giả đứng đầu đương thời như vậy mà lại bị người đuổi giết. Người đuổi giết kia rốt cuộc là ai? Mọi người không dám nghĩ tiếp nữa. Bộ yêu và cố thành phong một người liều mạng đuổi một người liều mạng chạy cũng không có ai có tâm tư để ý đến ý nghĩ của đám còn kiến hồi này dưới sự cấp tốc của bọn họ rất nhanh thôi hai người truy đuổi đánh nhau chạy ra khỏi phủ võ lăng tiến vào dãy núi không biết tên dãy núi hiểm trở nguy nga nối liền không dứt mấy trăm ngọn núi sàn sát cố thành phòng vốn bị kéo dài khoảng cách nhìn thấy những ngọn núi này nhất thời vui mừng tốc độ đạp lên không khí của hắn tất nhiên do già kém hơn đạp chân xuống đất. Chỉ thấy cố thành phong bay như bay, một cước bước lên một ngọn núi. ầm ngọn núi ầm ầm vỡ vụn, một cỗ lực phản ứng cường đại làm cho tốc độ của hắn tăng vọt. Hắn như pháp pháo chế, một cước một ngọn núi, giống như nhảy xa, tốc độ liên tiếp tăng lên. Mà ở sâu trong dải núi này, dưới chân núi Thành Sơn, một vị nam tử mặc kim giác cầm phương thiên họa kích, giống như thiên binh thiên tướng, đột nhiên mở hai mắt. Một đôi mắt hổ nhìn về phía bầu trời phương xa, sắc mặt ngừng trọng. Trong cảm giác của hắn ta, có một vị cường giả hóa lòng đỉnh phong đang chạy về hướng của hắn ta với tốc độ rất nhanh. Hắn ta thầm nghĩ, người đến đó không có ý tốt. Sau một khắc, khí thế quanh thân nam tử mặc kim giác, mãnh liệt bộc phát, thân hình trợt bay lên không trung. Rõ ràng là một vị hóa lòng lục trọng cường giả, hắn ta dùng thân thể chắn trước thanh sơn, ánh mắt ngưng trọng nhìn bộ yêu từ phương xa bay tới, trầm giọng nói. Vệ hạ có lệnh, đây là cấm địa, phía trước cấm đi, bất luận kẻ nào dám tự tiện xông vào, ngọc đùng. Thu ấn huyết sắc che khuất bầu trời, trực tiếp cắt đứt lời của nam tử mặc kim giác, hùng hằng cắt ngang hắn ta, ở trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu. Tốc độ của bộ yêu không hề dừng lại chút nào, cũng không quay đầu lại, mà biến mất ở phía chân trời nam tử mặc kim giáp tuy rằng là cường giả hóa lòng lục trọng tuy rằng trúng một trường của bồ yêu nhưng cũng không có hồn mê tại chỗ hắn ta giàn nan bò lên từ trong hố lau đi khóe miệng dính máu tươi sợ hãi nhìn bóng dáng bồ yêu rời đi lại nhìn nhìn thanh sơn bên cạnh lúc này mới thử phào nhẹ nhõm hắn ta vốn tưởng rằng bồ yêu định sông và cấm địa hoàng đế hạ tử mệnh lệnh nhất định phải bảo trụ cấm địa vừa rồi hắn tà cũng đã lấy mạng chạy trở ai ngờ đối phương chỉ là đi ngang qua nhưng mà đang đúng lúc hắn tà thở phào nhẹ nhõm mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động cùng lúc đó phương xa chuyển đến âm thanh từ ngọn núi sụp đổ ầm ầm tựa như điện long xoay người nam tử mặc kim giác vội vàng nhìn lại chỉ thấy một vị nam tử tuấn mỹ vô song đang đạp núi bay đến hắn giống như hung thú thái cổ một cước một ngọn núi đi tới đâu núi dùng đất nứt nam tử mặc kim giáp thấy đối phương đang hướng chạy tới nơi này nhất thời kinh hãi thất sắc hắn ta dãy ruộng muốn đứng dậy nhưng mà một trưởng hóa long đỉnh phong tuy rằng không làm hắn ta trọng thương nhưng lại khiến cho hành động của hắn ta chậm đi cuối cùng hắn ta đành phải trơ mắt nhìn người nọ một cước dẫm lên thành sơn bùm bụp trên thanh sơn lại chuyển đến âm thanh vỡ vụn gì đó, đúng là một tầng hào quang trong suốt. Hào quang kia bao trùm cả ngọn thanh sơn, tựa như kết giới vậy. Nhưng mà lúc này, kết giới bởi vì một cước của cố thành phong đang không ngừng nứt ra, rất giống như vỏ trứng gà vỡ vụn vậy. Nam tử mặc kim giáp chảy nước mắt. Không! Hắn ta gào thét, xông về phía thanh sơn, oán hận nhìn thân ảnh cố thanh phong rời đi nhưng hắn ta không có đuổi theo mà là điên cuồng vận chuyển sức mạnh bản thân. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong kết giới, muốn ngăn cản kết giới đang nứt ra. Đương nhiên, chủ yếu là hắn ta không dám đuổi theo. Có thể tu luyện tây hóa lòng cảnh không phải kẻ ngốc, một tồn tại không thấy rõ cảnh giới, đang đuổi giết cường giả hóa lòng cảnh đỉnh phong. Ai dám đi qua vuốt dâu hùm? Cố Thanh Phong đang chạy trốn có một tiếng nghi hoặc. Ê, tại sao cảm giác vừa mới dẫm lên đỉnh núi có chút không đúng nhỉ ngọn núi hình như rất cứng cố thành phong lắc lắc đầu tiếp tục truy đuổi lúc này bộ yêu đã cách hắn rất xa căn bản không nhìn thấy thân ảnh nếu không phải có truy hồn thuật ở đây cố thành phong sớm đã mất dấu tám trăm lần tuy rằng đuổi không kịp nhưng cố thành phong cũng không buông tha hắn chờ đợi chờ đêm đến đêm là sân nhà của di hình hoán ảnh bộ yêu cũng không từ bỏ nó cảm giác đã cắt được cây đuôi cố thành phong liền vội vàng che giấu khí tức ẩn nấp thân hình trốn vào trong một trấn nhân loại nó muốn mượn khí tức hỗn tạp của nhân tộc để che giấu khí tức bản thân đối với cách làm của bộ yêu cố thành phong nở nụ cười hắn sợ nhất chính là bồ yêu vẫn chạy ngược lại không sợ nó trốn đi chút nào cố thành phong vội vàng chạy đến trấn thành hạ thấp tốc độ đang tính lặng lẽ lẻn vào nhưng mà còn chưa vào thành, bồ yêu không biết dùng thủ đoạn gì, cảm giác được cố thành phòng đến, trực tiếp phóng lên trời, chạy trốn tiếp. Cố khí thế hóa lòng đỉnh phong kia, khiếp sợ cả tòa thành trì. Cố thành phòng ngẩn người, không hợp lý nha, nó dùng cách gì mà có thể phát hiện ra ta? Cố thành phòng nghi hoặc một lát, mãi đến khi hắn nhìn thấy bốn phía bên ngoài thành trì, giải rác vô số bồ công anh, hắn mới hiểu ra cách tiểu nhân lấy bồ công anh làm mắt, dùng mắt thường nhìn thấy. Mẹ kiếp, bố yêu này đã tìm được bí quyết rồi. Nó biết mình không có cách nào cảm giác được, cho nên bắt đầu dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất, dùng mắt nhìn. Cố Thanh Phong hùng hùng hổ hổ tiếp tục đuổi theo. Bộ yêu chạy như điên ở phương xa cũng bắt đầu mắng. Miệng nó nhạc người Cố Thanh Phong. Ta đã dùng khí tức nhân tộc hỗn loạn che giấu. Hắn còn có thể phát hiện. Đây có phải là quyền năng của thần không chứ? Đáng ghét, thiên hạ to lớn như vậy, lại không có chỗ cho bổ yêu ta dùng thần hay sao? Lúc này bồ yêu đã có chút tuyệt vọng, nó vốn tưởng rằng đối phương thông qua khí tức để truy tung mình, nhưng nó ẩn nấp vào đám người cũng không có chút tác dụng nào, vậy mà có thể chạy đến đâu? Trong thiên hạ này, nơi nào có thể ngăn cản thần? Bỗng dưng bổ yêu chợt ré ra một ý nghĩ, nó nghĩ đến một cách. Cố thành phòng tuy rằng là thần, nhưng hắn cũng không phải cô nhi không nhà, hắn còn có tộc nhân, Cố gia, một trong tứ đại gia tộc đế đô. Bộ yêu nhớ đến lần đầu tiên mình gặp mặt Cố Thành Phong, một người tự xưng là người của Cố gia đã tới, lúc ấy bị ánh mắt của mình giết chết. Cố gia, Cố gia, một trong tứ đại gia tộc đế đô, Cố Thành Phong. Cố Thành Phong nhất định là người của Cố gia, lúc ấy chính miệng hắn có nói đó là họ hàng thân thích của hắn. Thông qua câu nói này, bộ yêu này sinh liên tưởng, cố thành phong thân là thần, chắc chắn không chỉ là vẻ ngoài trong tuổi trẻ, hắn nhất định là một lão quái vật, sống không biết bao nhiêu năm. Hơn nữa chính miệng hắn thừa nhận, cố ra là bà con thân thích của hắn, đây chẳng phải nói rõ. Cố Thành Phong nhất định là lão tổ tông của cố gia nhiều năm trước. Nếu là lão tổ cố gia, tất nhiên sẽ tồn tại tình cảm nhất định với tộc nhân dù sao cũng không cách nào thoát khỏi sự truy tung của thần vậy dứt khoát cứ khống chế cố già để cố thành phòng ném chuột sợ vỡ bình bồ yêu vừa nghĩ trong mắt nó không khỏi hiện lên vẻ điên cuồng độc ác nó có thể nhẫn nhịn mấy trăm năm mưu đồ huyết ma cũng đủ để chứng minh nó là một người biết ẩn nhẫn còn là người thủ đoạn độc ác là yêu quái độc ác vì mạng sống nó thật sự dám uy hiếp thần Nghĩ đến đây, bộ yêu lập tức thay đổi phương hướng, đi thẳng tới đế đồ Vương triều đại viêm. Tuy nói cường giả đế đồ tụ tập, trong đó mạnh nhất lại là quốc sư đương triều, được xưng là đệ nhất cường giả nhân tộc, hóa lòng cảnh đỉnh phong. Nhưng bọn họ có mạnh hơn nữa, cũng không thể so với thần. Nếu như có thể thoát khỏi thần, cho dù là bị một đám võ giả hóa lòng cảnh đuổi giết, nó cũng chịu. Cố thành phòng thay bộ yêu thay đổi phương hướng, cũng không nghĩ nhiều vẫn cắm đầu đuổi theo hắn thân là kẻ mù đường căn bản không biết đường đi đến đế đô mấy canh giờ sau một tòa thành trì khí thế hào hùng phơi phới dưới ánh mặt trời thật lớn xuất hiện trước mắt bồ yêu chính là đế đô của vương triều đại viêm đế đô từ xa nhìn lại toàn thân hiện ra màu vàng nhạt bởi vì trên đó bao trùm một tầng trận pháp quang màng dưới ánh mặt trời chiếu rọi phiến kim quang trận pháp rất mạnh nhưng bởi vì phạm vi quá lớn dẫn đến lực phòng ngự cũng không phải rất cao bất quá cũng chỉ có thể phòng ngự công kích cấp bậc tâm sư bồ yêu lộ vẻ mừng rỡ lập tức không quan tâm một trường đánh tới ầm quang màng màu vàng nhạt trong mắt đã bị nó đánh ra một cái lỗ lớn nó thừa cơ tiến vào đế đô bồ yêu thân là cường dạ đỉnh phong muốn xâm nhập đế đô quả thực rất dễ dàng dù sao đế đô cũng không phải hoàng cung mà ngay khi quang màng bị phá vỡ trong đế đô nhất thời phát ra tiếng chuông báo động rất lớn giang 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 tiếng chuông thông báo cho toàn thành biết có kẻ thù xâm nhập một trường này của bộ yêu trực tiếp kinh động cả đế đô đã bao nhiêu năm rồi với tư cách là thủ đô của vương triều đại viêm giờ phút này lại bị người xông vào giờ khắc này mấy đạo quang hòa phóng lên trời đó là một vị cường giả thủ thành còn có vô số binh lính quân đội áo giáp động đậy. Các cường giả nhìn bộ yêu xâm nhập, nhất thời sắc mặt thay đổi. Không hay rồi, là đại yêu hóa Long đỉnh phong. Mau đi mời quốc sư, mau ngăn cản nó, không thể để nó tới gần hoàng cung. Vô số tông sư cùng với từng vị hóa Long cường giả ẩn thế, không xuất hiện, nháo nhào tụ lại phía sau hoàng cung, muốn ngăn cản bộ yêu. Tuy nhiên ngay sau đó, họ choáng váng, bởi vì bộ yêu rẽ ngoặt căn bản không có đi vào hoàng cung, ngược lại bay về hướng ngược lại với hoàng cung. Nó ở đây là muốn đi đâu? Phương hướng kia hình như là cố gia. Cố gia từ khi nào đắc tội với một hung thần như vậy, còn khiến cho đối phương không tiếc xông vào đế đồ đến báo thù, mò chóng chuyển tin cho cố gia. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo